hận thù đã làm con người ta mất hết cả lương tri, rơi vào dòng xoáy hận thù, rồi một ngày nào đó cũng không biết, đến khi thoát ra thì bàn tay của con đã nhuốm máu rồi. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Em yêu anh. Hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt của cô ra. Em đâu quên mối thù điều chủ Thanh giết cha má em rồi sao? Con sẽ khiến cho ông ta sống không bằng chết. Má bị do thằng thứ. Đón xem Vòng Xoáy Tình Thù 19:45 hàng ngày trên SCTV 14.